Bà sống ở trên này một mình thôi, Sống còn một sống với mình. ai không? Không, ông chết. À, ông mất rồi. Ờ, ông chết. Dạ. Từ bữa giờ ông còn cái chòi này còn đứng được. Rồi giờ ông chết 4 tháng này rồi. Mới mất 4 tháng này Mới thôi. mất 4 tháng này là ông chưa mất. Ông chưa mất á, ông mất là chòi này đã sập rồi. Dạ. Sập rồi, bữa đó phát phát mà ngồi vậy này, sập luôn hai cầu cháo luôn trong đây luôn, ngồi đang ngồi ăn trong cái đây này sập luôn vậy. May. Là sập là mất trong trong tròi luôn. Tí xin mến chào cả nhà thân thương, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với tập video tiếp theo của Tiến Nguyễn TV. Tí xin chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì Tiến đang có mặt tại trên một cái đỉnh núi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận, rất là sâu xa luôn cả nhà. Thì cái hoàn cảnh mà hôm nay Tiến chia sẻ tới cho cả nhà là hoàn cảnh của ba bà cháu sống trên cái khu vực rừng núi sâu xa thăm thẳm, nhìn xuống thăm thẳm luôn cả nhà mình. Thì cái hoàn cảnh này cũng rất là khó khăn, ba bà cháu sống trong một cái căn chòi rách nát, thui cái chuồng gà luôn cả nhà. Thì để hiểu rõ cái hoàn cảnh này như thế nào thì Tiến xin mời cả nhà đồng hành cùng Tiến trong tập video này để tới tìm hiểu cái hoàn cảnh và xem cái hình ảnh của ba bà cháu và cái cuộc sống của ba bà cháu như thế nào nha. Tiến xin mời cả nhà mình. Đó, như cả nhà thấy không, là mình đang đứng ở trên đỉnh núi cả nhà, mình đi lài xuống cái dốc á. Cái này mình phải đi từ từ, mình phải đá mấy cái lá này ra cả nha, không thôi là nó trượt là dánh giò luôn. Trường lắm cả nhà mình. Rồi, điều người ta hái xong á, người ta giục cái trái là cái trái đào cả nha. Đây nè. Người đồng bào họ khi mà họ tới mùa á thì họ sẽ hái cái trái đào này. Họ hái cái trái đào này rồi họ lặt cái trái điều ở dưới đít này ra cả nhà, rồi họ mang xuống làng họ đi bán. Thì cái trái này nó rất là ngọt luôn, để Tiến hái cho cả nhà xem thử nhá. Nó nhớt lắm cả nhà. Để Tiến chùi để cho nó bớt nhớt. Khi mà tới cái mùa đào á thì người đồng bào họ sẽ hái những cái trái đào này rồi họ bứt cái hạt điều ở dưới đít cái trái đào á, họ dồn lại rồi để họ mang xuống làng họ bán á cả nhà. Đây bây giờ Tiến sẽ bứt cái hạt điều ở dưới đít ra. Mình lên trên núi á mà mình không có nước á, mình ăn cái trái này nó cũng rất là giải khát luôn cả nhà, mà mình ăn ít thôi chứ mình ăn nhiều á là nó bị chát cái họng á, nó rát lắm. Chát quá cả nhà, có nhiều trái nó ngọt lắm. Ơi, nước bắn tùm lum quá. Bây giờ đi thôi cả nhà, Tiến ăn thử thôi chứ hôm nay là Tiến có mang nước chứ mà ăn cái trái này á là xíu nữa nó khô cổ họng luôn. Rất là trơn nha cả nhà mình nha. Anh Văn thì đang cầm máy coi chừng đi không nhìn là trượt tí dảnh giò luôn nha anh Văn nha. Hôm nay thì Tiến đang làm nhà cho cụ bà sống chung với lại năm đứa cháu thơ. Ba của Tiến thì ở trên kia phụ các anh rồi cả nhà, nên chỉ có Tiến với lại anh Văn đi thăm hoàn cảnh này thôi. Cái đường này là người ta bắt theo cái dòng suối mà khi mà mùa mưa á nó sẽ chảy xuống á cả nhà, rồi người ta trời nắng á họ sẽ đi ở đây, họ làm cái đường nước chảy này thành cái đường đi luôn. Trời ơi, Tiến mang giày Tiến mới dám lủi vào mấy cái cây này cả nhà, chứ mà mình không không mang giày á là mình không mang giày là nó sẽ trượt và sợ rắn rít lắm. Khi nãy á Tiến đi lộn đường bên kia cả nhà, mình không có biết đường á, tại vì cái khu vực rừng này thì mình bắt theo cái đoạn đoạn đường mòn á mình đi thôi. Trời ơi, nó trơn lắm cả nhà mình. Anh Văn đi cẩn thận nha.
Người đồng bào họ sống ở trên đây là sống tứ phía luôn, mình không biết hướng nào hết. Rồi, để tiến dò đường. Đi dưới đây. Đi mà có những cái cục đá, những cái cây khô như thế này nó đỡ cả nha. Chứ mà có những cái lá mà nó nằm dưới đây nè, nó rất là trơn trượt. À, chúng có thấy cái con đường mòn bên kia cả nha. Rồi mình đi vào cái chỗ mà cây khô đồ này kia nó dính cái quần mình, dính cái đôi giày mình tùm lum mấy cái gai luôn cả nha. Xíu nữa là phủi ớn ớt. Xíu nữa là phủi mệt nghỉ luôn cả nha. Bây giờ hiện tại thì 3 giờ mấy chiều rồi, nên cũng khá là mát. Để Tiến đi chia sẻ cái hình ảnh. Đây cả nha, rồi xuống rồi. Xuống cái mảnh đất bằng rồi. Wow. Ở khu vực nơi đây á, Tiến thấy là cái mảnh đất ở đây rất là bằng phẳng, và người đồng bào họ trồng những cái cây chuối rồi cây sả để họ lấy họ ăn cả nha. Cả nhà nhìn như vậy thôi chứ thật ra là đang ở trên núi cao nha cả nhà mình nha, chứ không phải là đất bằng ở dưới đồng bằng đâu. Tiến vẫn chưa thấy cái căn chòi của mấy bà cháu ở đâu hết cả nha. Đây nè, ở đây là một cái dòng suối. Khi mà mùa mưa gió thì nước suối sẽ lưu thông ở đây. Và bây giờ trời nắng á, hạn hán cạn kiệt hết rồi cả nha. À. Rồi đồng bào họ dồn mấy cái lá này lại á, họ đốt cho sạch sẽ. Hình như đất này là đất của người Kinh hay sao cả nha. Họ mua xong á, rồi họ lấy cái thép gai, họ dừng lại xung quanh hết để có cái ranh giới khỏi bị giành đất á cả nha. Wow. Núi cao chập trùng, nhìn nơi đâu cũng là núi hết cả nha. Người đồng bào họ khó khăn á, thì bắt buộc là họ phải di dời, họ lên trên núi, họ khai hoang và trồng trọt chăn nuôi để họ có cái miếng ăn. Chứ ở dưới làng á, thì họ không làm được bất kỳ một cái gì hết cả nha. Trời ơi, Tiến thấy rồi, Tiến thấy căn chòi rồi. Kìa cả nha. Wow, sống trong cái chòi tôn mà rách nát hết luôn cả nha. Trời ơi, không hiểu sao họ cứ lên đây họ sống mà che những cái căn chòi mà thật sự mình nhìn mình cảm thấy nó đau lòng luôn cả nha. Khi mà mình nhìn những cái hình ảnh này á, mình nhìn ngược lại mình cảm thấy là mình còn rất là may mắn hơn những người khác. Họ thiếu ăn, thiếu uống, thiếu quần áo mặc, họ thiếu kể cả cái nơi ở. Mình thấy rất là thương. Trời ơi, đây cái nhà mình, cái nhà thấy không, quá khủng khiếp.
Tính có thấy bà ngồi ở nhà kìa cả nhà. Con chào bà. Chào con. Dạ, bà đang làm gì đó? Đang rửa tay, rửa tô chén này. À, rửa tay, rửa tô chén hả? Ừ. Dạ. Thì cả nhà thấy không, cả nhà mình, trời ơi, họ sống trong một cái căn chòi mà thu cái chuồng gà nữa, tiếng không hiểu tại sao luôn. Bà ơi, bà rửa chén hả? Ừ, dạ. Bà cho con làm quen được không? Đó, luôn cho làm quen. Bà thấy con tới bà sợ không? Sợ chứ, từ bữa giờ đâu có ai tới đây đâu. À, là bà sống trên này không có ai tới đây luôn? Không có ai tới đây. Dạ hả? Trời ơi, bà đừng có sợ nha, nhìn mặt con không phải người xấu đâu nha. Sợ cả nhà mình. Bà nghỉ tay một xíu đi, bà ra đây bà cho con làm phiền xíu, trò chuyện với con xíu nha. Dạ, nghỉ tay đi bà, xíu nữa mình rửa sau ha. Dạ. Wow. Trời ơi. Mấy cây này rất là dính rồi cả nhà, mình nhổ hết. Rồi, bà ra đây ngồi cho nó mát mẻ nè bà. Bây giờ Tiến xin mời cả nhà cùng theo dõi và tìm hiểu cái hoàn cảnh của cụ bà này như thế nào nha. Thì trước tiên là bà cho con làm quen, bà đừng có sợ con nha. Dạ, cái này là cái mic nói chuyện. Cái mic nói chuyện, đừng có sợ nha. Rồi, bà cho con hỏi là năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Không biết bao nhiêu tuổi, từ nghe từ bữa đó nói là năm 1971 vậy đó. Năm 1971. Đúng rồi, 71. Năm nay là hình như là năm mấy tuổi á cả nhà, Tiến cũng không rõ nữa. Năm mấy, gần 60 rồi. Dạ. Thì bây giờ mình cứ xưng hô bằng bà đi cả nhà. Bà ở trong cái căn chòi nó rách nát như thế này thiệt luôn hả? Thì đây nè, ở vậy đó. Là bà ở trong cái căn chòi này là bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm là ở trong đây, vừa rồi là một cái nhà trên kia, chòi trên kia rách hết rồi bố. Tiếp làm ở dưới đây nữa nè, một cái ở đây nữa. Ủa? Cũng đất hết nè. Mà đất này là đất của mình hay là đất của ai mà sao đất, mình di dời vậy? Đất của mình. Dạ. Đất ông bà ngoại hồi xưa đó. Dạ. Là bây giờ ông bà ngoại chết hết rồi, cho miếng đất này bắt đầu mình làm rẫy. Dạ. Làm rẫy thì không có cái gì trồng, trồng mấy cây đào đâu có trái đâu đó. À, trồng rồi mấy ở cây đây đào luôn này không có trái. Không có trái đó, cây không vậy đó. Bà cho con hỏi là bà tên gì? Tên Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. So out, cảm ơn. À, đúng rồi, so out, cảm ơn. Dạ, mình là người đồng bào Đắk Lây luôn. Đồng bào dân tộc Cơ Ho. Ủa, Cơ Ho khác Đắk Lây khác không ạ? Đúng rồi. Dạ, là giống như kiểu chia làm hai đảo á hả? Ừ. Dạ, thì ở khu vực rừng núi của tỉnh Ninh Thuận á, là chỉ có hai người đồng bào là người Cơ Ho và người dân tộc Đắk Lây thôi cả nhà mình. Bà sống ở đây mười mấy năm, thì hàng ngày bà làm cái công việc gì mà bà kiếm tiền bà mua gạo bà ăn? Thì không có việc gì, lúc đó còn khỏe khỏe thì người ta đi kêu làm mướn, thì đi làm mướn một hai ngày. Dạ. Thì đau đầu quá thì không có đi làm được, rồi đi lượm phân bò. Dạ. Rồi có phân thì đi, không có rồi đi rủ cho hai chị em, ba chị em đi chặt củi. Dạ. Ừ, đi chặt củi rồi về, rồi cảm thấy coi cái láng nào mà có là mình lượm chỗ đó, là mình nói ở chỗ này có, ngày mai đi đó. Đi à, chỗ là đó. Phân bò hả bà? Đi lượm phân bò. Dạ. Ơi, là một ngày là mình lượm có bao nhiêu tiền? Một bao à, có một bao, không phải riêng vì mình, ai cũng có đi lượm hết. Dạ. Một bao đó. Người ta dành hết rồi hả? Ừ, người ta cũng đi, mình cũng đi. Dạ. Rồi được 25.000 bao. Dạ. Người ta chê, cái bao mà bục á, người ta mới lấy 25, còn cái bao mà cục cục là có 20.000 một bao á. Cái bao bột là người ta lấy 25? 25. Dạ, tại vì cái bao đó là người khi mà người ta lấy về là người ta chỉ rải cho cây trồng luôn. Đúng rồi. Là nó tiện, nó có sẵn luôn cả nhà. Còn mà người ta mà thu về những cái cục phân bò mà còn cục cục á, thì người ta về người ta phải tốn công người ta giả ra nữa. Đúng không bà? Đúng rồi, người ta đập. Dạ. Lại. À, người ta đập. Đập lại rồi. Dạ. Ra thành bột, người ta mới giao bỏ trong cây đồ á, nó dễ. Còn cái bột cục cục người ta không có ấy. Dạ. Bán rẻ, ta mua rẻ cho mình. Trời phải cũng đi chứ. Bà sống ở trên này một mình thôi, còn sống với mình. Ai không? Không, ông chết. À, ông mất rồi. Ông chết. Dạ. Từ bữa giờ ông còn cái chòi này còn đứng được, rồi giờ ông chết 4 tháng này rồi. Mới mất 4 tháng mới này mất thôi. 4 tháng này là ông chưa mất, ông chưa mất, ông mất là chòi này đã sụp rồi.
Dạ. Sập rồi bữa đó phát mà ngồi vậy này sập luôn hai cậu cháu luôn trong đây luôn, ngồi đang ngồi ăn trong cái đây này sập luôn vậy mày. Là sập là mất trong trong chòi luôn. Ừ, không ấy là sập cái chòi này Dạ. rồi ông thì chết trong nhà Ông bị bệnh hay là bị bị cái gì? bệnh, bị bệnh đột quỵ, ông cũng bệnh lâu rồi. Bệnh 13 năm nay là bị răng nục nơ cắn, Dạ. gần chết gần xong mà không chết được rồi, ở tới bây giờ ông bị tai nạn này nhiều này rồi đột quỵ ông chết luôn. Lúc đó cũng đi đi ăn cơm bình thường, đi bình thường vậy mà tối đó tự nhiên ông nó ăn cơm không được, Dạ. rồi mình cho ăn cơm nó không, ba ăn không được cơm, xong nó cho một bịch sữa đi rồi mua một bịch sữa pha mì nó cho uống, xong nó cho ba một điếu thuốc hút đó, tự nhiên cái quẹo cái miệng xong rồi ông nằm luôn vậy, nằm nhắm mắt luôn vậy luôn, Dạ. một ngày một đêm ông nhắm mắt rồi trưa ngày mai 10 giờ 11 giờ là ông đi luôn, không có cái gì hết. Sao lúc đó ông nhắm mắt như vậy, mình không chở ông đi xuống trạm xá đi? Mình nghĩ là không có sống được nữa, tại vì ông nhắm Trời ơi. mắt rồi không sống nữa, rồi Dạ. mình kêu dòng họ ổng rồi mà đi tới coi thử sao sao, rồi sợ một mình thì nói này kia nọ thì cũng kêu kêu mấy chị em ổng tới, Dạ. tới chắc có thể sống không nổi rồi. Rồi bây giờ chồng mất rồi sống vậy thui thủi mình luôn. Mình có con có cháu gì không bà? Có Dạ. Có con cháu. Rồi con cháu là ở dưới làng hết. Mình có mấy người con vậy bà? bốn 4 người con. Dạ, rồi con khi mà chồng mất á rồi con có lo cho bà không có, như bây giờ mình không có đi làm được, không? Dạ. Mình lớn tuổi rồi sao con không lo cho mình? Con không cho mình đồng nào luôn. tiền bạc thì không có mua gạo. Dạ. Là cứ con sống cho cuộc sống của con thôi. Còn để mẹ già để trên đây thui thủi mình làm bao nhiêu là ăn bấy nhiêu thôi. Đó. Lâu lâu cũng có cho gạo mà tiền bạc thì không có. Dạ. Lâu lâu có cho gạo. Mấy người con? 4 người đó. Bốn người Dạ. mà ba đứa đồ, hai đứa có gia đình hết, cũng ở riêng hết. Dạ. Rồi một đứa nhỏ bé Út đang đang học. Nó năm nay 12 tuổi. Dạ. Nó học trường nội trú. Mình có nhà dưới làng nhưng mà khi mà con mà có gia đình thì nhường lại cho Nhường con. hết cho con. Dạ, nhường hết cho con. Đa số 100% người đồng bào ở trên đây người lớn tuổi khi mà con cái mà có vợ có chồng là họ sẽ nhường hết cái nhà mà ở dưới làng cho con cái ở cái nhà mình. Lên trên đây ở vậy thôi. Như khi mà mùa mưa gió là bà có ở được trong cái căn chòi này không? Sao mà ở được đây nè, núp ở đây nè, sợ quá cái này phải chạy, nếu mà mưa là chạy ở ngoài, Dạ. tại vì lỡ gió đồ nó sụp làm sao, mà ở đây lúc đó cũng được, may nhờ cái cây cây thứ đủ này, nếu mà không cây thứ đủ này là bay đùa bay luôn rồi Dạ. đó, nhờ cây thứ đủ nó mới chặn được một chút Bay đục, cái nóc tắt máy luôn hả? bay hết cái nhà bếp này mới chặt cây chắc 2 tháng này chặt cây, tự chặt tự đào tự bỏ cái tôn mà nấu ăn đó, tự làm Mấy luôn mấy cái tôn này là của ai mà có sẵn cho bà của dùng? nhà bếp ở dưới trong làng đó, À, của rồi nhà bắt bếp. đầu giác giác lên xong rồi làm vậy Một mình bà làm hết tất cả thì mọi thứ làm luôn. thật từ một mình đó, từ chặt cây từ đào từ bỏ cái tấm tôn đó, đâu có nhà lớn đâu mà làm không Trời ơi, được, sao giỏi như vậy? đây nè cái tấm tôn nhỏ xíu cái chặt cây nhỏ xíu này làm tự Sao có lộp, con không nhờ con đi? không có con gái không, không có con trai, À, con gái không con mà hả? gái không, không có Trời ơi. con trai, bốn đứa con gái không mà ba đứa có chồng hết rồi, còn một đứa Út là đang đi học đó, ngày nay nó về nè, Dạ. Rồi lên ở ở dưới bà. nó ở À, mà lâu nó đi lâu học. lâu lâu ở dưới làng. Dạ, cuối tuần thì lên đây sợ mẹ buồn thì ở Ừ, thôi. đi lên Wow. thứ bảy chủ nhật là lên, mình từ chủ nhật là thứ bảy là về, Dạ. thứ bảy là về đi nhà thờ đi lễ Dạ. rồi lên lại. Cả nhà có thấy cái hình ảnh này không? Thật sự là không có một cái miếng tôn, không có một cái cây trụ nào mà nó đứng thẳng luôn cả nhà mình. Nó nghiêng sang một bên luôn, khi mà trời gió mà to một xíu thôi là nó sẽ đẩy hết ngã nguyên cái căn chòi này luôn cả nhà mình. Căn chòi này con nói thật là thua cái chuồng gà luôn. Rồi bà ngủ á, ở trong đây con không thấy ngoài cái tô, cái son, mấy cái nồi đen, không thấy bất kỳ một cái gối rồi cái mền mùng nào luôn, không có cái gì để nằm luôn. Tối nằm giống vậy luôn hả bà? Năm giống Rồi,
Bà sợ là bà ngủ trên đó là đêm khuya là Sợ sập nó đó, sập sợ cũng sập đây cũng răng rít nữa. Bữa đó đập hai con răng luôn, nó to to nó chạy từ đây nó đang trắng đen á. Mình đang ngồi như vậy, coi đang ngồi như vậy tự nhiên ra bên đây ra mà may mình nhìn vậy trời ơi, ra lấy cây đồ đập đập chết luôn, xong bỏ trong bếp lửa. nha. Rồi bà nói con sợ vậy. Không thì lúc đó tối sắm sắm á thì mình ở vậy nó ra từ ở đây luôn, Dạ. thì mình ở đây bằng ngày nó không dám tới đâu, nó sợ mình đập nó. Hay có ông ở nhà bị vậy á, bị rắn nục nưa đó, ông Dạ. đi 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 bắt nhái bắt ớt rồi bắt chim rồi Dạ. căng vậy là ông vô trong cái đám ruộng người ta mới cày bắt đầu sưng luôn, vậy về tới nhà là dừa sưng vậy luôn. Không Rồi lúc tới đó mình chữa trị làm sao? vô cái bà mà làm thuốc chữa rắn á, Dạ. rồi làm cũng được, máu chạy là 4 ngày 4 đêm, chạy từ chân chạy, bỏ bột ngọt một gỗ một muỗng bột ngọt bỏ trong đó cũng ra bột ngọt cũng trôi hết bột ngọt luôn. Dữ vậy hả bà? Xong xuống bệnh viện của Phan Rang 4 ngày 4 đêm, ta biểu đóng 24 26 triệu, Rồi mà răng trong trắng. khi không có một đồng luôn trong tay, không túi không có một đồng luôn. Mình bố hai đứa con nhỏ mới trên đây bố trong nhà mình nói là đi khám trong cái bà thuốc chữa rắn thôi, mình không Dạ. có định là đi bệnh viện gì hết. Mình nói thì chết thì bây giờ làm sao, mình đâu có biết đâu. Ta chở tới đó luôn biểu đóng tiền mà bây giờ không, trong khi không có một đồng, không có 5 ngàn trong trong túi. Đến nỗi ta cho cái bắp á Dạ. bỏ trong cái số bảo hiểm, đến nỗi bỏ rồi xong gối đầu vậy bắp dưới cái số bảo hiểm đó dính luôn vậy, bắp cũng ăn để thui luôn vậy. Mình sợ qua mình lô qua đó, Dạ. rồi cuộc mình về nói nếu mà mấy bác sĩ mà cho mình đóng sao tiền ở đâu, bác sĩ không cho tôi về thì bác sĩ nhận lại cái xác này tôi về hai đứa con tôi nói thiệt luôn vậy. Xong rồi bác sĩ nói thôi về đi lấy bảo hiểm, mà trong khi bảo hiểm ở dưới trong xã, rồi vô lấy bảo hiểm xuống lại mình không biết đi xe luôn, đi ôi chết ôi xong luôn. Dạ. Rồi ráng đi như vậy rồi người ta bác sĩ mới cho về xong mình đi với cái mấy ông chàm thuốc chữa thuốc rắn, Dạ. rồi ông cho họ uống ba chén Ba tiếng gì ba bà? chén thuốc chữa rắn, Dạ. rồi cầm máu. Mình về tới nhà là thấy cầm máu xong rồi mình điện với ông đó nữa. Lúc đó mình nói với cha nhà Dạ. thờ con cảm ơn cha sĩ giúp được xe chở chở xong rồi đi, rồi bắt đầu chở rồi mới cầm máu Dạ. rồi ở trong bệnh viện là lên bệnh nữa một tháng mấy luôn, ở trong đó nữa người ta cắt hết ta mua hết con còn một cái nói thiệt còn một cái gân 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 chân cái thôi bao nhiêu là nó co hết như vậy rồi. Dạ. Rồi ông đi nghiêng nghiêng bên sống được mười mấy năm mà ông đi nghiêng nghiêng cái chân vậy, không được làm việc gì hết, Dạ. ở nhà không dậy ông nhóm lửa mình về đấy về ruộng rồi đi làm thuê làm mướn. Ông đi đấy ông ở nhà ông nấu cơm Dạ. rồi về nhà ông bắt miếng nước, cứ vậy ông sống từ tới bây giờ luôn, mới chết vô đột quỵ ông mới chết được 4 tháng này rồi. Dạ. Trời ơi, cái hoàn cảnh này thật sự là lâm ly bi đát luôn cả nhà, gặp rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống luôn mà rất là khó khăn nữa cả nhà mình. Bây giờ là chồng thì mất, con thì mỗi người lo cuộc sống riêng, còn chỉ có cụ bà thôi. Cụ bà sống trên đây thui thủi mình thôi cả nhà mình, ngoài ra là không biết làm cái gì nó phát triển lên cho cái cuộc sống của bà nữa, cứ ngày nào cũng đi lượm phân bò chặt củi vậy thôi. Trời ơi, quá là thảm thương luôn. Bây giờ bà cho con xin phép là con đi một vòng để con thăm cái biệt thự chuồng gà của bà nha. Đi 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 Rồi bà cho con xin lại. Đây. Bây giờ Tiến xin mời cả nhà đi cùng Tiến một vòng nha, để xem thử cái căn chòi của bà như thế nào. À, ở đây là con thấy hai cái võng, là khi mà cuối tuần là bà một cái và con gái của bà một cái. đó, Dạ. Wow, nằm vậy đó nằm vậy thôi. chứ đâu có dám nằm ở đây nè, căng biết Dạ. nằm ở đây nó thoáng, nó có đi thì nó đi ở dưới này nó không dám leo trong người mình. Dạ. Trời ơi, cả nhà xem này. Mấy tôn này mục nát hết rồi cả nhà. Wow. Bây giờ mình đi một vòng nha cả nhà mình nha. Trước nhà, trước cái chòi thì có một cái cây mít. Cây mít này cả nhà. Bên đây là cái khu vực mà sinh hoạt rửa chén. Bà thì phơi đồ á, mỗi ngày những cái bộ đồ mà bà mặc mặc đi làm thì giặt xong bà lại phơi lên những cái dây thép gai
của người ta phân chia đất á cả nhà. Đây là cái nhà bếp nè cả nhà mình, tất cái mái tôn hết, tôn thì móng như lá lú luôn cả nhà. Wow, quá là kinh khủng. Để tiến đi vào trong luôn, tại vì bên trong á là không có một cái miếng bạc, không có một cái miếng tôn để che chắn luôn cả nhà, bên trong cũng như bên ngoài thôi. Giờ mình vào đây nha cả nhà mình nha. Đây, đây là cái bếp lửa nè, mỗi đêm là bà châm lửa ở đây để sưởi ấm và sinh hoạt nấu ăn nấu uống. Củi thì bà cũng chặt để dự trữ ở khu vực nơi đây. Son nồi ở đây Tiến có thấy là bốn cái nồi, cả nhà thấy không, màu gì, màu đen, nó đen rất là đen và nó nứt nẻ hết rồi cả nhà, nó nứt ở dưới đít á, tại vì người đồng bào họ nấu á, họ nấu bằng củi á, nên khi mà nấu nhiều quá thì nó sẽ hư hao và nó nứt cái đít ra. Có hai cái thau bạc, có một cái thau bạc nữa cả nhà. Tê tu hết luôn. Trời ơi, lại đu đủ nữa. Cháo nè cả nhà mình. Người đồng bào họ sống trên đây họ ăn đu đủ như thế này thôi. Và đây là cái nồi cháo nè. Đây cả nhà. Cả nhà biết tại sao mà người đồng bào họ hay nấu cháo, họ ăn thường xuyên là hơn là cơm không? Tại vì gạo của họ không có nhiều cả nhà mình, họ chỉ có 1-2 kg thôi, nên họ phải chích ra một ít gạo để họ nấu để cho nó nở ra cả nhà rồi họ mới ăn, chứ bây giờ họ nấu gạo á, họ nấu cơm á thì gạo không có đủ đâu. Bà có chia sẻ là trước đó nè, gia đình của bà nằm ở cái khu vực ở đây để ngủ, mà bây giờ khi mà ông mất rồi á, không có ai sang sửa lại cái chòi nữa cả nhà, nên bà cứ để nó rách te tua như thế này luôn đó, cả nhà cũng thấy đó. Đây nè, wow, không có một cái miếng bạc miếng tôn để che luôn. Giờ này mình ăn chiều luôn hả bà? Dạ, ăn chiều rồi tối mình đói mình có ăn nữa không? Ăn nữa, còn cơm À, thì còn ăn là nữa. mình cứ ăn thôi. Ừ, còn ăn chẳng hết rồi thôi. Dạ. Qua wow, ăn đu đủ chấm muối vậy thôi hả bà? Ừ. Mình ăn cái đu đủ này bao nhiêu ngày rồi? Ăn thì ăn hết cái này thì mình nấu canh. Bây giờ đã ăn cái gà giò nè thì bây giờ mình gọt giò mình nấu canh, bỏ Dạ. xả chút xả. Dạ, Thì đắng là không nước bà? đây đắng nhẫn nhẫn thôi. À, nhẫn nhẫn thôi hả? Ừ. Không có đắng băng lá, con ăn thử đi. Dạ, để con ăn thử nha. Đắng bao nhiêu, ăn cháo đây nè. Dạ. Có đói thì ăn miếng Dạ con cháo ăn nè. rồi, con ăn cơm vừa nãy rồi. Ừ. Giờ Tiến ăn cái miếng đu đủ Nhận này như nhận thế thôi. nào nha cả nhà mình nha. Rồi người đồng bào không biết là cái này như thế nào mà họ tới đâu họ cũng ăn hết cả nhà mình. Tiến mời cả nhà mình nha. Mình ăn ở trên đây đâu có đắng đâu. Thì đó mình ăn luôn, Dạ, ăn cái vỏ luôn hả? ăn gió luôn, Không, con không bị ăn vỏ. có đắng bao nhiêu quen ăn rồi. Dạ. Lá người ta còn ăn được, người ta luộc luộc ăn nè, Trời, con sợ nhất là cái bông đu đủ luôn á. không đủ người ta luộc luộc ăn xong người ta xào người ta ăn với bắp chuối Dạ. ngon lắm. Như là mình nếu mà mình có cá cá khô á mình trộn ăn vậy ngon lắm, Dạ. cá thật đủ cái bông á. Như cái nồi cháo này là bà nấu bao nhiêu gạo? Nửa lon. Nửa lon. Ừ. Dạ. Như lon là ăn 2 bữa. Mình để nửa lon ăn 2 bữa vậy luôn, nó thiêu Ừ. làm sao? Không có thiêu đâu đó, có thiêu đâu, À. không thiêu đâu. Nước ở đây giờ tùy rằng nước như vậy mà nước sạch, không phải Ủa, nước là dưới đây có suối hả bà? có suối ở đây, nước ở đây mà. À, may quá ha. Ừ, có ở đây, Có ai mà tới lấy nước ở cái suối này có ở không bà? đây bên kia, bên người kinh bên kia lấy hơn nước bên đây đó, À, bên đó có người kinh nữa. có người kinh bên kia kìa. Đây chắc mình lúc đó người ta muốn lấy cái rẫy này, mình nói đã luôn mình cãi với người ta, đất này đất mình hồi xưa tự nhiên lấy, ý là thấy ông này chết Thấy rồi mất á rồi. Dạ. là không có ai càng được muốn lấy, xong mình chửi lộn rồi này kia nọ rồi bỏ lại. Dạ, bỏ lại không lấy cái đất rẫy này Ừ. nữa. Tại vì họ tưởng là người đồng bào họ khờ cả nhà. Mà thật sự ra là đất của người ta thì người ta biết là đất của họ.
thì bắt buộc là họ phải giữ rồi cả nhà mình. Chứ bây giờ mà có người tới tranh giành cái miếng đất của mình cứ để cho người ta lấy đất của mình thì bây giờ mình ở đâu cả nhà? Bắt buộc là họ phải chống đối. Nên cũng rất là thương cho những người đồng bào, họ trước họ khờ lắm cả nhà. Nói thật ra là khi trước á họ khờ lắm, còn bây giờ thì tiếp xúc với người kinh nhiều quá nên mình cũng biết được một ít gì đó, đúng không bà? Dạ. Không còn như hồi xưa nữa cả nhà mình. Bây giờ ăn này là tối này là hết cái nồi cháo này luôn hay là mai Hết hết luôn? chiều tối hết nè, Dạ. còn ít mấy À, ừ. kiến kiến bà ăn cái đu đủ này là mấy ngày rồi? Mới luộc con trái nè, Dạ, hôm qua là ăn cái gì? hôm qua ăn mít Ăn mít. ừ. À, Hai canh mít trái hả? nhỏ nhỏ rồi canh tay, nấu canh tay bỏ chút gạo Dạ. rồi bỏ chút gạo rồi chín rồi bỏ bột ngọt bỏ muối rồi thôi, Dạ. nó ăn Mấy cái nhẹ. món ăn đó mà ai dạy mình vậy mà sao con thấy ở trên đây ai cũng cũng nấu vậy hết ta? Mình nấu vậy ăn ngon, cá thịt có tiền thì mình ăn ăn cá thịt, dù có tiền ăn cũng không bằng được mình ăn vậy. Thuốc men À, không, vậy hả? ta làm toàn cái này toàn thuốc bắp sú bất cứ gì thuốc không, mà mình nói vậy điều mình không có tiền mình mua, Dạ. mà cái đó mà thuốc không á thà mình ăn cái như vậy đó. Vì vậy người đồng bào họ sống trên đây họ ít bệnh đâu cả nhà, họ rất là mạnh khỏe tại vì họ ăn những cái thực phẩm á, nó không có độc hại thật sự luôn, thì họ rất là mạnh khỏe luôn. Họ chỉ bệnh là khi mà bệnh từ trong bụng mẹ ra thôi và bẩm sinh đó cả nhà, chứ ngoài ra là họ rất là mạnh khỏe. Như hôm nay là bà có đi rẫy đi rừng gì không hay là hôm nay mình ở nhà thôi? Đấy Đi hả? thăm heo rồi, heo rẫy lắm, hôm qua đi Dạ. heo rẫy cũng chưa phát phát một ít nào. Wow. Còn tới 7 ngày thì con có thể hình dung được cuộc sống của bà mà con không biết ban đêm bà sống như thế nào nữa. Ban đêm là điện đuốc như thế nào bà? Nhóm lửa, À, nhóm lửa thôi. chừng nào ngủ thôi, Dạ. con thích thì con thấy con nhóm lửa Dạ. thì buồn ngủ, giờ nào thì tắt lửa giờ nào không hay, Dạ. cứ như vậy. Là mình sống ở đây là nhờ những cái đốm lửa vào Ừ. ban đêm và khi trời trăng rằm, trời sáng. Thương lắm cả nhà mình, rất là thảm luôn. Nhìn bà ăn rất là ngon miệng luôn cả nhà. Thì hôm nay á là con được anh Vân chia sẻ cái hoàn cảnh của bà, tại vì anh nói á, là cái hoàn cảnh của bà rất là đáng thương luôn, sống trong một cái căn chòi mà cái nơi ở thật sự là khi mà con tới con nhìn thấy được á, con cảm nhận được là không hiểu sao mà bà có thể bà sống trong cái căn chòi này lâu tới như vậy, kiểu như là chịu đựng á cả nhà, lâu tới như vậy thật sự là quá dữ dằn đó. Nên con tới đây con có mang những cái phần quà như thế này để gửi cho bà, mặc dù không được nhiều nhưng mà cũng là cái tấm lòng của tất cả các cô chú mạnh thường quân ở bên Mỹ, ở nước ngoài đã hỗ trợ về cho bà, những người nghèo khổ giống như bà. Thì ở đây á, là có cô chú gửi là phần quà lương thực thực phẩm là có mì tôm nè, rồi con để đó cho bà nha, và một bao gạo 10 kg. Ôi nó nặng quá cả nhà. Một bao gạo 10 kg nè đó. Rồi con gửi thằng ba. Ở trong đây á thì có đồ gia dụng. Ở trong đây là có nè, muối. Đây con gửi cho bà. Dạ. Bột ngọt. Tại vì Tiến không có mua được cái hạt nêm của nó cả nhà, nên hôm nay là Tiến bắt buộc là Tiến phải mua bột ngọt thôi cả nhà. Có gì cả nhà mình thông cảm nha. Tập video tiếp theo thì Tiến sẽ mua hạt nêm cà no, và những tập video sau này nữa Tiến sẽ mua hạt nêm cà no thay thế bột ngọt này để cho bà con ăn có sức khỏe nhiều hơn. Đây con gửi cho bà bình bột ngọt lớn. Trong đây là có một chai mắm này bà. Rồi. Xì dầu nè. Dạ. Mình đi rừng đi núi cả nhà. Những cái cây đó nó vô trong đây. Trong
đây là con có cá khô nữa, con muốn gửi cho bà nè. Đó, bịch cá khô này. Bây giờ mình có thể mình ăn cá khô này với cháo. Nó rất là ngon. Dạ. Ngon thiệt, mình ăn không vậy được, bắt đầu nướng xong giá. Dạ. Giá chút xa bắt đầu ăn với cháo ngon lắm. Dạ dạ. Đây, sẵn đây tại vì Tiến bỏ chung một bịch á nên có cái gì thì Tiến sẽ lấy ra cái đó luôn cả nha. Đó là con gửi cho bà thêm một cái tô nữa để bà thay thế với cái tô này. Bà ăn nha, rồi bà để dưới đây luôn đi, không sao đâu. Đó. Và một bộ son nồi. Đây, trong đây có nồi lớn và nồi nhỏ. Son này là son xịn luôn đó nha. Bà để bà sử dụng cho bà ăn thôi nha, đừng có nấu cho con vật ăn nha. Đó, rồi. Con bớt cái son này con đẹp mà nấu cho con bớt đấy. Dạ. Con gửi cho bà ba cái muỗng nè. Dạ. Chao nữa nè bà. Dạ. Và cái nồi lớn nữa. Đây, cái nồi lớn. À, một cái nồi lớn, cái nồi nhỏ để con bỏ vào trong đây luôn. Để cho nó gọn luôn cả nhà. Tại vì khu vực mà ngồi á nó rất là dốc luôn. Thì cả nhà xem cả nhà thông cảm nha, bà bỏ cái này qua bên kia giùm con. Ba cái chén nữa nè bà. Dạ. Đó, con gửi tặng bà. Ở bên trong á thì có dầu. Có dầu, con gửi cho ba một cây dầu. Em ơi con. Dầu nóng nè. Dạ, dầu nóng. Đau gối, đau thuốc con gối đi lên được xuống đau gối này cơ. Dạ. Dạ. Thì cái phần quà mà cô chú nhờ Tiến gửi á thường là có mùng và mền. Nhưng mà hôm nay á Tiến xem những cái phần quà mà cô chú dặn Tiến á thì lại thiếu mùng rồi, thiếu mền rồi cả nhà, chỉ còn một cái mùng thôi. Thì con gửi trước cho bà một cái mùng này để bà tối bà có thể bà dăng xung quanh để đỡ muỗi thôi nha. Rồi vài hôm nữa con sẽ lên đây lại. Con gửi tặng cái mền cho bà nha. Dạ. Cảm ơn con. Dạ đây con gửi cho bà. Cảm ơn con. Dạ. Đây là cái phần quà của tất cả các cô chú anh chị ở trong nhóm thiện nguyện Úc Châu, Melbourne Sydney Úc Châu gửi cho bà. Dạ. Và cái phần quà tiếp theo là của bác Nam ở nước Đức gần nước Thụy Sĩ, hỗ trợ cho bà là hai chai dầu nóng nữa, hai chai dầu dầu xanh. Cả nhà đợi tiếng xíu nha. Bác Nam ở Đức gửi cho bà là hai chai dầu xanh. Đây, dầu này là dầu xịn luôn nha. Dạ, tại vì bà cũng lớn tuổi rồi. Đau bà... miết này, đau hết chân căng này, đau hết luôn. Đây này bóp như vậy, đây này bóp dạ. Được luôn, đau quá. Dạ, thì lớn bởi như xuống. Vậy, bởi như vậy con mới gửi dầu cho bà. Dạ, bác Nam muốn gửi dầu cho những người lớn tuổi như bà. Dạ, để bà có thể đi rừng, đi núi đau nhức xương khớp rồi bà có thể bà thoa. Nha, rồi con gửi cho bà. Và sau cái hai cái chai dầu này là phần quà của bác Nam, một số tiền nữa là 1 triệu đồng để gửi cho bà. Đây là số tiền 1 triệu đồng của bác Nam kèm theo hai chai dầu. Dạ, bác Nam ở Đức gần nước Thụy Sĩ. Dạ, Tiến lên đây thì Tiến không có đổi được tiền lẻ tờ 100 á cả nhà, nên Tiến chỉ có hai tờ là tờ 500, tờ 500 thôi. Thì con xin phép là con gửi cho bà 500, 1 triệu. Dạ. Thì cái phần quà lương thực thực phẩm là của tất cả cô chú anh chị ở trong nhóm Thiện Nguyện Úc Châu, Melbourne Sydney Úc Châu là cái phần quà này. Và phần quà của bác Nam ở Đức gần nước Thụy Sĩ là hai chai dầu nóng và số tiền 1 triệu đồng. Thì khi mà bà nhận cái số tiền này và cái phần quà này á thì bà có cái đôi lời nào cảm ơn cho tới tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân đã yêu thương mình không? Tôi cảm ơn cô chú bên thành nhóm thiện nguyện. Nhóm thiện nguyện. Dạ, và bác Nam ở bác Đức. Bác Nam ở Đức. Dạ. Và con cảm ơn, giờ không có cái số này là rất lớn thiệt. Mà dạ. Từ hồi xưa giờ chưa có người mà đi tới cho như vậy. Đây lần này tới cho như vậy mình rất cảm ơn. Dạ. Rất mừng. Dạ. Mình không có gì cho lại. Dạ không. Không có chuối, không có cái gì cho lại. Dạ không. Dạ, riêng núi xa cỡ nào dốc núi con cũng bỏ cũng vượt qua hết đi, cảm ơn. Giờ không có cái gì mà cho con cũng cảm ơn hết mà Bình Thường Quân đó giúp đỡ gia đình con ở đây. Dạ. Cảm ơn. Nếu mà có chuối là bà cho chuối hả? Chuối. Dạ, để khi nào bà tìm chuối đi rồi bà chút không. Dạ, khi nào bà tìm chuối đi thì bà kêu con để bà gửi chuối rồi con gửi chuối của bà qua bên Mỹ cho cô chú. Bà cũng gửi một cái lời cảm ơn rất là sâu sắc
bà có một cái phần quà và một số tiền rất là lớn thì bà cũng rất là vui cả nhà. 1 triệu đồng thì cũng không lớn mấy đâu, nhưng mà từ trước đến giờ chưa ai cho bà số tiền như như thế Đây này. đây đây là rất là lớn thiệt Dạ, luôn. là đối với bà rất là lớn luôn cả nhà mình. Tiến cũng không biết nói gì hơn, thì con cũng xin thay mặt bà là con cảm ơn bác Nam ở đất gần nước Thụy Sĩ đã hỗ trợ cho bà 2 chai dầu nóng và số tiền 1 triệu đồng, và con cũng xin cảm ơn tất cả các quý ông bà cô chú anh chị ở trong nhóm thiện nguyện Úc Châu, Melbourne, Sydney, Úc Châu đã trao tặng cho bà là một phần quà là đồ gia dụng và lương thực thực phẩm. Con không biết nói gì hơn, cảm ơn cô chú đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên vùng núi sâu xa như thế này. Thì con cũng xin chúc cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị có một năm mới luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an bên gia đình của mình. Giờ vui rồi. À, có đồ ăn thức uống rồi, không còn phải ăn đu đủ, ngày nào cũng ăn đu đủ, ngày nào cũng ăn gánh bay hết ha. Bây giờ có gạo, như một bao gạo này là bà ăn bao nhiêu ngày? 10 kg, 10 kg đó chắc là 20 ngày, 20 ngày. ăn ít ít thôi, đâu có ai đâu, Dạ. hai mẹ con ăn cứ mình nấu, cứ nấu 5 gạo vậy mình ăn cả ngày rồi, cơm thì Dạ. mình nấu luôn. Cứ nắm gạo rồi hả? Mất nắm gạo thôi. Ý là nửa lon thì năm cho À, mấy rồi à, ăn nửa vậy. lon là thằng nắm quy ra, nửa lon là một nắm tay. Dạ. Đây mình hút như vậy, mình hút như vậy À. xong mình thả trong xô, mình lấy nước mình rửa sơ vậy, bắt đầu mình bắt trong bếp rồi ra thành cháo chín Dạ. ra ăn. Wow. Hiện Thì kia là luộc mít, ăn mít rồi nấu canh pai, ăn ớn là luộc rồi pai, pai luồn xuống bỏ nắm gạo đó dạ, rồi có lá gì bỏ luồn xuống ăn ngon, cứ vậy như là ngon. như cái căn chòi của bà như thế này, khi mà bà đi rừng đi rẫy những cái đồ như thế này có mất không? Mắc chứ, mình để mắc chứ. Mất hả? Rồi bây giờ con tặng như thế này rồi mai mốt bà đi rẫy thì mất rồi thì sao? Giờ thì ấy bỏ ở đây thì con mất mình đi khỏi, nói thiệt luôn không phải là nói giỡn, khi rửa cây dao để ở đây mình đi khỏi một chút, đi một chút là người ta tưởng mình không đi rồi người ta lấy hết cái tôn, 2 tấm tôn, tôn dài trên đây là con lấy rút 2 cái tấm đó, tấm đó là ông không khỏe được đóng lên ở trên đó rồi ông chặt cây, 2 vợ chồng chặt cây để 2 cái tấm tôn đó, rút hết 2 cái tấm tôn dài đó. Còn mưa là còn qua cái giữa này toàn là tôn cũ, bắt đầu nó dột hết như vậy, Dạ. ngủ dột hết xong rồi vừa rồi cũng mua bạc che ở đây hết, che chỗ ngủ thôi, bên đây nước hết như vậy rồi bắt đầu rách hết, chuột làm ổ Dạ. nữa, chuột làm ổ một đống dây của chuột nhắm hết cũng là như không, rồi Dạ. kéo bạc Trời xuống hết ơi. đó. Bây giờ là bà phải tìm cách á, bà tìm cái chỗ nào bà gửi đi nha, đừng có để ở đây nó mất hết luôn đó nha. Tiền á thì bà phải giữ thật kỹ. Bà sử dụng cái số tiền này là khi mà bệnh đau bà có tiền mà mua thuốc, và khi mà hết gạo bà có tiền bà mua gạo bà ăn ha. Cảm Dạ. ơn con. Dạ, con chỉ dặn dò như vậy thôi, và cái điều quan trọng á, khi mà bà sống ở trên này bà phải giữ gìn sức khỏe nha. Ha. Cảm ơn Dạ, con bà vậy. cũng lớn tuổi rồi. Đau 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 trong mặt quá, với là cái gối này đó bóp như vậy không được luôn. Uống Dạ. thuốc miết cũng như vậy à. Bữa đó Ờ. nói đau quá xong rồi con cho được 100 bắt đầu đi chích. Thì chết rồi cũng bớt được 1 tuần 2 tuần mình mừng quá trời, bây giờ lại đau cân luôn nè, Dạ. đau ở đây lấy dầu thoa miết. Dạ, bây giờ có 3 chai dầu này rồi, đỡ rồi. Ba Cảm chai dầu ơn. này là mình sử dụng là hơn năm luôn á. Lâu lắm Dạ. dùng ít ít nhờ thôi, Dạ. còn đau đau bụng đồ mình lấy ít ít thôi, phải mình kiếm cái chai nào cũ mình sang chút, không có cầm về lỡ rớt Dạ. lỡ bể là cũng hỏng ta. Đâu, mình ấy bà xé cái bọc ra rồi bà lấy, khi mà sử dụng bà lấy cái chai mà ấy ra. Bữa rớt một lần rồi trong Rồi bà rừng bỏ này, trong hộp lại. ấy là mình đi luôn, mình bỏ luôn trong túi áo mình đi phát rẫy đó, bữa đó đi dọn rớt rớt mất luôn, kiếm không có ra, trong đất cỏ quá cỏ nhiều quá kiếm không ra chỗ nào. Dạ. Thấy uống Dạ. uống thôi mình sang mấy cái chai nhỏ thôi mình bỏ trong túi áo túi quần thì được, Dạ. lỡ rớt một cái tiếc đá luôn dòng. Thì bây giờ cũng đã trễ rồi, hai anh em con cũng xin phép bà là hai anh em con đi xuống núi, cũng rất là trễ rồi cả nhà, bây giờ phải đi xuống núi để cho kịp giờ ở cả nhà mình. Đó là nên là bà giữ gìn sức khỏe nha. Cảm Hôm ơn. sau con sẽ tiếp tục lên đây thăm bà tiếp ha. Dạ. Bây giờ Tiến cũng xin phép cả nhà là Tiến kết thúc video tại đây luôn. Cả nhà yêu mến Tiến thì cho Tiến xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Đừng quên xem hết quảng cáo để ủng hộ Tiến, để Tiến có thêm kinh phí đi lên núi giúp đỡ các bà con nghèo ở trong vùng núi sâu xa nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye Bye bye, bye. cảm ơn bên thằng Quân nghe giúp đỡ tôi nghe, cảm ơn Bye nghe. bye.